Cháu làm gì có phúc đấy à ba? Phúc cái gì nữa? Thằng Lực nhà bác mà lấy được cháu là phúc cả đời cho nó rồi. Em nhiều loại nước lắm, anh muốn nước gì nào? Cứ là nước của em làm ra anh uống hết. Mày còn chê ỏng chê eo à? Mai kia mày lấy được cái con nào sứt môi lồi rốn về thì mày biết đời mày. Dạ vâng, chắc ở anh làm trong đấy lương cao lắm nhỉ? Đâu em, tháng có 20 triệu thôi mà, có tháng không đủ ăn đấy. 20 triệu mà không đủ ăn, thế như bọn em đây thì chết đói à? Thôi mẹ nói thôi, tình yêu con nghe thấy. Tao không cho yêu, tao không thích con này, tao không cho yêu là không cho yêu. Lấy nó về làm mẹ tao à? Vào nhà nó đã không chào tao một câu nào rồi. Hòa đến chơi à? Cháu đi vào nhà uống nước đi. Để cháu giúp bác một tay. Thế anh Lực có ở nhà không hả bác? Thằng Lực nó đang đi làm cháu ạ, nó sắp về rồi. Thôi để cháu đây cho. Cháu đang làm gì đây? Cháu giúp bác đây. Để cho bác làm cho. Thôi cầm một thanh thôi để cháu từ đây. Để bác đỡ cho nào. Cháu đến nhà bác chơi là được rồi. Không phải giúp bác đâu, bác không tự làm mà. Có gì đâu à bác, ở nhà cháu vẫn nằm suốt mà. Thế tình hình dạo này cháu với thằng Lực nhà bác như nào rồi? Như nào là như nào hả bác? Bác tưởng cháu với thằng Lực nhà bác yêu nhau rồi. Cháu làm gì có phúc đấy hả bác? Phúc cái gì nữa? Thằng Lực nhà bác mà lấy được cháu là phúc cả đời cho nó rồi. Hay cháu thấy nhà bác nghèo quá nên là... Không phải thế đâu bác ạ. Nếu mà cháu chê nhà bác nghèo thì đã không sức này ra đây chơi rồi. Mà cháu nói thật này, cháu vốn có tình cảm với anh Lực lâu rồi. Nhưng mà không biết về anh Lực như nào. Trời ơi, bác cứ tưởng cháu không thích nó. Chỗ thằng Lực để bác lo cho. Hình như thằng Lực nó về rồi kìa. Thôi, để cháu đi xem thôi nào. Anh Lực đi làm về rồi à? Anh có mệt lắm không? Bỏ tay ra, cô làm cái gì đấy? Tính người khác nhìn thấy bây giờ, tôi không muốn người khác hiểu nhầm. Thôi con đi về đi. Con đây về sớm đấy con, đã gặt hết lúa chưa? Cái thằng này, tao hỏi mày không trả lời. Con gạt hết rồi. Mà lúc đấy mẹ nói chuyện gì với con Hà đấy? Cái thằng này, mày hay nhỉ? Tao là mẹ mày, tao nói cái gì mày phải tra hỏi tao à? Mày là con tao chứ mày có phải bố tao đâu. Ngày nào cũng thấy nó vào đây, tí người ta không biết, tưởng con thích nó. Lần sau nó vào đây, mẹ đừng cho nó vào nhà nữa nhá. Ghét thế không biết. Tao thấy cây hoa, nó cũng chăm chỉ chịu khó. Mày mà lấy được nó thì phúc tổ cho mày lắm rồi. Mày còn chê ỏng chê eo à? Mai kia mày lấy được cái con nào sứt môi lồi rốn về thì mày biết đời mày. Con đã bảo con không thích nó rồi, sao mẹ cứ nói nhiều thế nhở? Mẹ thích gì mẹ tự đi vào lấy. Thế tóm lại nó bị làm sao mà mày không thích nó? Con đã bảo con không thích là con không thích. Xem nào, chín chưa nào? Chưa ạ. Chín rồi.
Bánh dày ơi, hôm nay tao dã mày đi khỏi vợ cho con trai tao nhá. Tao dã mày mát thế này rồi à? Dính quá. Làm xong rồi, tao đi bắt gà đó. Đứng lại, hôm nay tao phải bắt mày đi hỏi vợ con trai tao. Ôi, tao bắt được mày rồi. Thế là được một con mái, một con trống, thế là được rồi. Có việc gì đấy mẹ? Cứ ra ngoài này, mẹ bảo cái này. Còn sớm không bắt con dậy? Còn sớm gì nữa, dậy đây, đi xem nào. Cái gì đấy mẹ ơi? Đây, hôm nay tao có đôi gà này, có 5 lít rượu này, 10 cái bánh dày này, để chuẩn bị đi hỏi vợ cho mày đây. Hả? Cái gì? Sao lại đi hỏi vợ? Vợ nào? Đi hỏi cái Hoa ấy, còn hỏi ai nữa? Trời ơi, con đã bảo rồi, con Hoa đấy, cho con không thèm. Mày nói ít thôi, tao bảo mày lấy ai thì mày phải lấy. Mày vào thay quần áo xong chuẩn bị theo tao đi. Làm gì cũng không hỏi con. Mày thái độ với tao thế à? Mày thay nhanh quần áo xong mày đi theo tao nhá. Thằng kia, mày không thay quần áo à? Mày mặc thế kia để bố mẹ nó cười vào mặt tao à? Mẹ tự đi mà hỏi nhá, con xuống huyện làm thuê đây. Ơ thế mày không cùng tao đi hỏi vợ cho mày à? Thằng kia mày đứng lại. Cùng tao đi hỏi vợ. Mẹ bỏ con ra. Thằng mắt dây kia, mày đứng lại cho tao. Bao nhiêu công sức của tao. Trời. Nó không đi để tao uống. Để mãi mới được thằng con trai như này, nuôi nó lớn mà bây giờ nó đối xử với tao như này đây. Bảo nó lấy vợ nó không lấy. Bác bị làm sao mà mất bẩn hết thế này? Bác không bẩn đâu. Có bẩn lắm. Lúc nãy bác đi cho lợn ăn bác bị ngái mà. Ơ, mà bác mua con gà để làm gì ạ? À, sáng nay bác bắt bẩn, bác đi chợ bán nhưng nó bé quá, bây giờ bác thả đi thôi. Mà đây là rượu hả bác? Đâu, đây là nước ấy mà. Bác bảo đi nương nhưng mà không đi nữa. À, bác có bánh đây này, cho ăn bánh đây này. Nhà bác làm gì mà làm bánh hả? Hôm qua bác làm bánh để ăn mà. Ngon lắm bác ạ. Ăn đi, trong này vẫn còn mà. Vâng. Cho ăn đi. Ơ, mà anh Lực đi đâu rồi hả bác? Nó đi làm thuê ở xa rồi cháu ạ. Thế anh Lực đi làm ở tận đâu rồi ạ? Nó đi làm tận dưới huyện rồi cháu ạ. Thở ạ bác. Thôi không phải khóc đâu, nó đi làm vài hôm là nó về mà. Thôi đi vào nhà uống nước đi cháu.
Hả? Thế mày ở nhà mày lấy vợ chưa? Tao chưa. Mẹ tao cứ bắt tao lấy con Hoa kia, tao bỏ tao đi xuống làm của mày đây. Con Hoa nào? Con Hoa trước học cùng mày. À, cái con Hoa này á, ui con đấy cũng xinh mà, sao mày không lấy đi? Tao không thích nó đâu, nếu mà tao thích á, tao còn xuống đây với làm của mày à. Con đấy chưa chẳng xinh nhất lắm đây. Cho tao tao không lấy. Mày ơi, hả? Bây giờ cũng 11 giờ rồi, chắc là mình nghỉ thôi. Nghỉ thôi, thế thì nghỉ thôi. Lực ơi, cái gì ấy? Mình đi xong mình chợ để mua tí thức ăn nè. Ừ, mày đi đi, để ra về nhà nấu cơm. Có mày với tao rồi, mày không đi, tao không đi nhá. Tao có tiền cầm đâu. Có đủ không? À, tao còn hai chục này chắc đủ. Đi. Thế đi. Thôi, có mấy đồng tiền lẻ thì cất đi. Tí gái nó nhìn thấy không ngại à? Người ta thì rút ra toàn tờ 500, mình thì rút ra toàn tiền lẻ, nghĩ mà chán. Trời, mày cứ phải nói nhở. Người ta có nhiều tiền, chắc gì người ta có sức khỏe như mình. Thôi, trời trời, cứ cất đi, đi nhanh đi, đi mua thức ăn nào. Có ít tiền nhưng mà mình đầy sức khỏe. Ừ. Nhưng hôm nay nhiều nước thế mà chẳng có khách uống nhỉ. Nghe đi mấy anh ơi, ấy lắm rồi. Chán thế. Có nhân đi hả anh ơi? Về nhà thay quần áo ra đây uống nước đi. Trời, tao xin mày, tao bỏ mẹ ra. Nó xinh thế kia mày còn đòi tán nó à? Làm sao mà tán được nó? Nhưng mà tao thấy nó xinh quá, tao cũng chẳng thấy đói nữa. Người ta bán hàng ở đấy thì ai đi qua hàng nó chẳng mơ ấy. Không được, tao phải về nhà thay quần áo ra đây uống nước mới được. Mày chứ lầm bầm, tao đói sắp chết rồi. Đi về mà nấu cơm ăn đi. Tán thì còn tán. Mày thích làm mượn cái áo này nhá. Mày điên à? Đây là áo mượn của tao đấy. Thế áo của mày đâu? Áo của tao giặt hết rồi. Thế tao mượn đi. Trời, thế tí tối mày nhớ phải giặt cho tao nhá. Thế mày tí mày không đi cùng tao à? Tao không điên như mày đâu. Mày thích thì mày tự mà đi thôi. Thôi mày đi cùng tao đi. Bữa nào mày thích đứa nào tao lại đi cùng mày. Nhưng mà nhớ đâu, tí đứa đấy đã thích mày thì sao? Đi đi đi. Tao đi làm đó. Cho. Ở đây có mấy loại nước hả em? Em nhiều loại nước lắm, anh muốn nước gì nào? Cứ là nước của em làm ra anh uống hết. Anh cứ trêu em, hay là uống nước mía anh nhá. Em cho anh cốc nước mía. Dạ vâng, thế còn anh áo trắng muốn nước gì ạ? Anh có uống không ạ? Vừa phải thôi. Gọi nước gì gọi nhanh đi. Mày uống nước gì ấy? Tao gọi rồi, tao uống nước mía rồi. Thế cho anh một cốc nước mía nữa. Dạ vâng ạ, thế hai anh đợi em một chút nhé. Sao nhìn hai anh quen thế nhở? Hình như gặp ở đâu rồi ấy. À, bọn anh làm... Ơ, nhìn anh quen không? Anh làm ngay trong huyện ủy đây mà. Dạ vâng, chắc ở anh làm trong đấy lương cao lắm nhỉ. Đâu em, tháng có 20 triệu thôi mà. Có tháng không đủ ăn đấy. 20 triệu mà không đủ ăn. Thế nhưng bọn em đây thì chết đói à. Nước mía của em ngon thế. Em có ship nước mía không? Em có mà,
em vẫn hay ship quanh đây mà anh. Thế em ship tới đâu? Ôi mày. Em ship đến tận nhà anh luôn. Anh ấy tưởng ship đến tận giường luôn. Anh cứ đùa em. Thế em cho anh xin số điện thoại đi. Mỗi ngày anh sẽ uống cho em 2 cốc. Thôi thôi thôi, để tao lấy số điện thoại đã. Để tao thí. Chưa? Sao giữa trưa nắng thế này mà gọi người ta ra đây có việc gì? Có việc gì nữa? Này đây này, điện thoại của người ta hỏng hết đây này, đơ hết, có dùng được đâu. Thế bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa, mua cho người ta cái mới đi. Nhưng bây giờ anh làm gì đã có tiền? Lương tháng 20 triệu mà không mua nổi cho người ta một cái điện thoại xịn xịn để dùng cho nó sướng. Thế cũng gọi là yêu à? Thôi được rồi, tháng nay lên lương, anh sẽ mua cho em điện thoại mới, được chưa? Phải thế chứ, yêu anh. Nhất thật đấy. Thôi về nhà đi. Đi đứng dậy nào. Mẹ, sao nhìn mẹ mệt mỏi thế? Mẹ đâu? Làm sao à? Mẹ hôm nay mẹ đau lưng tí thôi. Thế mẹ đã uống thuốc gì chưa? Mẹ đang uống thuốc nam trong kia kìa. Sao con đi lâu thế, con không gọi điện về cho mẹ? Con có biết mẹ ở nhà lo cho con lắm không? Con xin lỗi mẹ, tại ở dưới kia công việc con cũng bận quá. Con cũng định về mấy lần rồi, nhưng mà sếp con không cho về. Thôi mẹ vào đây ngồi đi, để con quét sân cho. Con lấy tiền đâu ra mua con xe đẹp thế? Thì tiền con đi làm con mua mà mẹ. Thế con xe đấy bao nhiêu tiền? Con mua 50 triệu mẹ ạ. Ôi, sao mà đắt thế? Lấy tiền đâu ra mà nhiều thế? Mới đầu con mới làm thì lương con cũng thấp lắm mẹ ạ. Còn con làm được 3 tháng sau thì lương con cũng tăng. Thì con tiết kiệm được một chút là con mua con xe này mẹ ạ. Đợt này về không đi nữa chứ. Mẹ cũng có tuổi rồi. Hay là ở nhà lấy vợ lo cho gia đình đi con ạ. Không, vợ con gì hả mẹ? Lần này con về là để hỏi thăm sức khỏe của mẹ như thế nào. Xong con có chuyện này muốn bàn với mẹ, không biết mẹ có giúp được con không? Thôi, được rồi. Thế con muốn mẹ giúp gì nào? Nhưng mẹ hứa phải đồng ý giúp con nhá. Thế này con cứ nói ra đi, để mẹ con biết như thế nào chứ. Mẹ hứa đi, hứa đi. Mẹ hứa đi. Con còn không tin mẹ nữa à? Con thử nghĩ xem, từ nhỏ tới giờ, con cần gì, muốn gì, mẹ cũng mua cho. Con là tài sản quý giá nhất của mẹ rồi. Thôi, con cứ nói ra xem nào. Mẹ ạ, bây giờ con đang định mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở dưới kia. Nhưng mà con đang thiếu ít tiền. Mẹ đi xoay đâu giúp con đi. Thế còn thiếu bao nhiêu? 50 triệu mẹ ạ. Sao mà nhiều thế? Đi, mẹ giúp con đi, giúp con đi. Nhưng mà nhiều thế thì mẹ lấy đâu ra bây giờ? Nhà mình có con trâu kia, mẹ ở nhà chăm sóc cũng vất vả. Hay là mẹ bán đi để con làm vốn trước. Hôm nào con kiếm được nhiều tiền hơn thì con lại mua cho mẹ con mới. Không được, nhà mình tích góp mãi mới được con trâu. Bây giờ bán đi lấy cái gì mà làm nương làm ruộng? Mẹ không cho bán đâu. Mẹ mà không giúp con thì con đã giúp được con nữa. Bây giờ mẹ mà không bán á, con đi con không về nữa. Cho mẹ ở nhà một mình. Thế thì kệ con muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mẹ chỉ sợ con bị lừa thôi con ạ. Thế là mẹ đã đồng ý giúp con rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ. Bây giờ con đi tìm người mua đây. Con đến rồi mẹ ơi. Đây con trâu này. Ồ đây, đây trâu này à? Đúng rồi con này đấy. Trâu nhỏ đấy. Nhỏ cái gì mà nhỏ thế này mà con kêu nhỏ à? Ê, lấy bao nhiêu? Con này tao bán 55 triệu. Ôi nó còn nhỏ 50 thôi. Được thì anh dắt đi luôn, còn không thì để lại thôi. Mẹ con bán 50 triệu nhá. Thì con thôi, con muốn bán thế nào thì bán. Thế con bán không? Thế thôi được rồi bán. Rồi bán nhá, 50 triệu nhá. Ok. Rồi thế anh dắt đi luôn. Tiền cho rồi nhá, anh ra cho đi nhá. Rồi rồi, để đếm xem nó đủ không. Ôi đủ mà, tiền anh đến sáng rồi.
Thôi đủ rồi. Rồi thế anh đi nhá. Rồi ok. Này, bán con trâu này đi, nhớ phải mua con giả mẹ con khác nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Alo, tình yêu đang làm gì đấy? Đang ngồi trong phòng đây này, chán chết đi được. Điện thoại thì chả chơi được game. Nó cứ kiểu gì đơ đơ kiểu gì ấy, chán lắm. Thôi được rồi, bây giờ anh có tiền rồi, mai anh xuống phố anh mua cho nhá. Ơ, anh xoay được tiền rồi à? Sao mà nhanh thế? Vì em anh sẽ làm tất cả mà. Thôi được rồi, mai anh xuống anh mua cho nhá. Bây giờ anh bận chút việc. Dạ vâng ạ, yêu anh. Ừ, chào em, yêu nhá. Bye bye. Bye bye anh. Sao lại vào đây hả anh? Em xuống xe đi, đến nhà anh rồi. Nhà anh đây này. Thôi mình vào nhà đi em. Thôi anh vào trước đi. Em đứng đây chụp mấy tấm ảnh thì em vào sau. Ừ thì em nhanh nhá, trời sắp mưa rồi ấy. Anh nói chứ. Mẹ ơi. Nhìn chán thế. Thế này cũng được gọi là nhà. Số phố cứ ăn mặc như con đại gia ấy. Chẳng biết hôm nọ lấy tiền đâu ra để mua cái điện thoại này cho mình nữa. Chắc là lại về lừa mẹ bán trâu bán lợn chứ gì. Mẹ làm gì đấy? Thế ngoài kia là ai đấy con? Đấy là bạn gái con mẹ ạ. Ờ thế thì mời bạn gái con vào nhà đi, để mẹ đi nấu cơm. Dạ vâng ạ. Xong chưa? Vào nhà đi em ơi. Thôi anh cứ vào đi, em ở đây cũng được mà. Em làm sao đấy? Vào tới đây mà không vào nhà anh, tí mẹ anh chẳng nói cho à. Ơ, cháu đi vào nhà bác chơi đi, sao lại đứng đấy? Em, mẹ mời vào nhà kìa. Vâng. Không chào mẹ anh một câu à? Cháu chào bác. Đấy anh xem, mẹ anh, em chào không thèm thưa. Thôi vào nhà đi em. Thế này mà cũng ở được. Mẹ. Sao lại bụi thế? Bẩn hết cả mặt. Bẩn thế không biết. Anh ơi. Ơi anh đây. Không có bóng điện khác à? Sao mà tối thế? Đây bóng điện đây. Cái này cũng gọi là bóng điện. Ra đây mẹ bảo con này. Dạ vâng mẹ. Gì đấy mẹ? Thế cho mẹ hỏi, con này nó ở đâu? Nó ở dưới huyện mà mẹ. Thế nó làm cái gì với con à? Thì lúc đấy là con bảo rồi, là người yêu của con mà. Ôi, người yêu gì?
không hợp với gia đình mình. Con này không, mẹ không chấp nhận. Thôi mẹ nói đi thôi, tình yêu con nghe thấy. Tao không cho yêu, tao không thích con này, tao không cho yêu là không cho yêu. Lấy nó về làm mẹ tao à? Vào nhà nó đã không chào tao một câu nào rồi. Thôi mẹ đừng nói nữa, vào nhà ăn cơm đi, con đói lắm rồi. Tao nói cho mày biết nhá, mày bỏ ngay con này cho tao. Ăn cơm đi con ơi. Cơm nó chín rồi mẹ. Chín rồi. Đi gọi nó vào ăn cơm luôn đi. Dạ vâng ạ. Dung ơi. Mẹ ơi, bạn gái con đâu rồi? Tao có biết đâu. Ôi, em vào nhà ăn cơm đi, cơm chín hết rồi. Thôi, anh với bác ăn trước đi. Em đi bôi son á, son em trôi hết rồi. Giữa ăn cơm còn son phấn gì nữa? Thôi, cái loại con dâu đây là vứt đi. Đây, em ra là ngồi đây đi, ngồi gần mẹ luôn này. Thôi, em ngồi đây cũng được. Đây, thử cái ghế lên này. Em ngồi đi. Ăn cơm đây cháu. Ăn cơm đây em. Thôi, anh và bác cứ ăn đi, em không đói đâu. Cả ngày em đang ăn gì đâu. Nhưng mà có đói đâu mà ăn. Trời ơi, như thế này thì mày bỏ cho nó sớm đi. Anh ơi, ra em nhờ một tí. Gì đấy em? Ở trên này có ai chạy xe ôm không? Cho em xin số ơi. Em lấy số xe ôm làm gì? Ở đây chán lắm. Em đi về đây. Dịn đốt xương hết cả chân rồi đây này. Thở thì không thở được. Toàn người cứ trâu cứ gà thôi. Đợi anh lên bằng được. Giờ ở chưa được một ngày đã đòi về rồi. Tóm lại có cho số không? Thôi em tự đi bộ về. Đây, anh gọi cho. Alo, xe ôm à? Có việc gì đây? Mày lên nhà tao chở khách xuống huyện phát. Ôi, tao đang uống rượu. Lên nhanh đi. Xem để tao đi được không nhỉ? Thế 200 nhá. Ừ, anh em thì lấy ít thôi, 150 thôi. 150 à? Nếu mà con gái thì 150, còn con trai thì 200 nhá. Gái đi, lên đi. Ừ, thế chờ tao tí. Ừ, nhanh nhá. Có mất tiền xe ôm cũng phải làm giá. Ở đây chờ tí, nó đến bây giờ. Thôi, tốt nhất từ giờ anh đừng liên lạc với tôi nữa. Đây, cái điện thoại này là con trâu của nhà anh chứ gì. Bán đi mà mua con trâu khác cho mẹ anh đi nhá. Nhìn mẹ anh cũng khổ lắm đấy. Giỏi lắm. 150 em nhá. Có tiền chưa? Có rồi. Lên. Đây, ngủ đây. Xuống bến xe luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi.
Châu, con xin mua mẹ. Điện thoại cho nó phải không? Con xin bây giờ mẹ. Mày trắng mắt ra chưa? Hả? Mày biết chưa? Mày còn không à? Bây giờ mày đi mua con Châu mày giả cho tao. Mày bị gái nó lừa rồi. Mày bảo lấy con Hoa thì không lấy. Mày thưa chưa? Bây giờ ơi, không có gì. Cái điện thoại này mày mua bao nhiêu tiền? Hả? Con mua 20 triệu à? Thế còn 30 triệu của tao đâu? Mày đưa này sao giờ? Đâu? Con đưa nó đi ăn hết rồi. Mẹ mày thế à? Mày đi tìm mày giả cho tao. Tao ở nhà tao bữa no bữa đói. Tao không có tiền mua thịt ăn kìa. Tiền thì không biết. Con với cái. Mẹ ơi. Cái gì? Mày còn ngồi đấy không à? Hoa nó chồng chưa mẹ ơi? Nó chả lấy chồng rồi. Nó còn đè một đống con rồi kia kìa. Nó còn ở đây đợi mày.